Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, tôi tiếp tục giới thiệu và bán cho bạn sản phẩm mới. Và đây là những chiếc xe đạp thể thao, xe đạp địa hình của hãng xe đạp Lai. Vâng, hãng xe đạp Lai là một hãng lớn rất nổi tiếng và có rất nhiều chủng loại xe cùng với nhiều model, cấu hình khác nhau. Và đây là những chiếc xe đạp địa hình Lai Century, Century Classic, Century Thế Kỷ. Với Lai Century, đây là bản mẫu 2022, shop đã nhập về đủ màu. Có 5 màu, đó là màu đen đỏ, màu đen xanh, màu trắng đỏ, màu ghi xanh và màu cam ghi. Vâng, có 5 màu rất đẹp, tươi trẻ, đẳng cấp và bắt mắt. Và từ màu sắc, Sup sẽ làm review chi tiết giới thiệu và bán tới bạn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, Sup giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp thể thao, xe đạp địa hình Lai Century màu đỏ trắng. Xe rất đẹp, trẻ trung, trang nhã, phong cách thơ thượng. Lai Century có cấu hình full nhôm gồm khung nhôm, phô tăng, tay lái, cọc yên nhôm, vành nhôm, đùi đĩa nhôm, mây ơ nhôm. Hãng xe đạp Lai, hãng xe đạp lớn sử dụng nhôm cao cấp, nhôm 6061, sản xuất là chiếc khung phong cách thời thượng rất đẹp và bắt mắt này. Lai Century có cỡ bánh 27,5 inch. Lai Century dịch ra là thế kỷ. Lai Century Classic đang được xử lý mỗi hàng nhắn mịn và mỗi hàng khung nhắn mịn, rất nhắn mịn, nhìn như xe carbon vậy. Chất sơn công nghệ ô tô rất bóng và đẹp. Khóa cọc yên bằng hợp kim nhôm, cọc yên liền, cọc yên bằng hợp kim nhôm, yên mút bọc da, da PU, da chống nước, và chiếc yên này rất êm của hãng xe đạp Lai. Xe đang được trang bị chiếc phuộc giảm xóc có khóa hành trình. Vâng, khi nào bạn không cho giảm xóc thì bạn khóa lại, và khi muốn chạy tay êm hơn thì bạn mở khóa ra để giảm xóc rất là êm. Cặp vành bánh cỡ 27,5 inch với vành nhôm hai lớp lan hoa bằng thép, sử dụng cặp mayer bằng nhôm solo. Cặp lốp sử dụng lốp CT Sport 27,5 x 2.1. Vâng, cặp mayer bằng nhôm CNC, cặp vành bằng hợp kim nhôm. Xe đang kiểm soát tốc độ bằng hệ thống phanh đĩa trước sau với củ phanh của hãng Kanito. Đĩa phanh đường kính 160 Kala. Trục tháo lắp nhanh bánh trước bánh sau và rất thuận tiện để tháo lắp cũng như là bảo dưỡng bảo trì. Lai Century đang được trang bị bộ chuyển động Shimano với tay đề số Shimano EF500. Tay đề đĩa có 3 số, tức là điều khiển bộ đĩa có 3 tầng đĩa. Tay đề lip có 8 số, điều khiển bộ lip có 8 tầng. Bộ đĩa bằng nhôm của hãng Rowill, 3 đĩa có chắn đĩa cúp vuông, sử dụng bi bạc đạn rất trơn và trớn này, rất trơn và trớn luôn. Gạt lip Shimano Touré TZ sử dụng lip thả 8 tầng của hãng ATA, lip thả 8 tầng. Xích sử dụng xích Mazda và Lai Century, công nghệ Innovation. Hợp kim nhôm cao cấp, chạy rất thoáng xe với cỡ bánh 27,5 inch, chạy cực trường cực trớn. Sử dụng bộ chuyển động Shimano 24 tốc độ và đây là chiếc màu đỏ trắng. Bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao với chúng con qua số điện thoại hotline 0983315936. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Đến với shop mua xe đạp rất đơn giản và nhanh chóng. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa. Đến với shop mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.